Xin chào các bạn, hôm nay mình xin trình bày với các bạn về cách làm lụm rau muống nhé. Lụm rau muống chua ngọt các bạn ạ. Đây là sản phẩm của mình sau khi mình đã làm xong đấy. Bây giờ mời các bạn hãy theo dõi video của mình nhé. Nguyên liệu các bạn cần phải chuẩn bị đó là rau muống. Mùa này là mùa hè, do vậy mà rau muống rất là ngon các bạn ạ. Các bạn chọn cái rau muống ống to và dày nhé. Và các bạn khi nhặt, các bạn nhặt bớt lá đi và các bạn để cuộn thôi nhé. Thì mình làm lụm nó rất là giòn. Các bạn ở mua được rau giòn ống dày. Và đây là lạc rang mình đã đập dập rồi đấy các bạn ạ. Và đây là một chút gia vị bột canh nhé. Và đây là rau mùi và kinh giới để cho vào những món lụm rất là hấp dẫn các bạn ạ. Và tiếp theo đó là một củ cà rốt. Mình cho thêm cà rốt và tỏi, ớt mình đã thái và băm nhỏ, và mình dùng 3 quả chanh và một chút đường các bạn ạ. Bởi vì gọi là lụm chua ngọt mà thì đương nhiên là phải có đường và chanh, và các bạn có thể dùng giấm tỏi tùy các bạn. Thì trước hết mình đi rửa rau muống và rau thơm đi kèm nhé. Đấy. Thì sau khi rau muống mình đã rửa xong, rửa sạch thì bây giờ mình tiến hành mang đi luộc các bạn nhé. Thì khi luộc rau muống này hoặc bất kể một loại rau gì thì các bạn nên nêm một chút muối trắng vào, một chút muối hạt đấy ạ. Đấy, các bạn cho vào để các bạn luộc rau. Và mình muốn luộc rau được xanh thì mình phải đậy vung vào đến khi nước sôi thì các bạn mới thả rau vào nhé. Các bạn thả rau vào, và khi mình cho mấy hạt muối đấy vào, mục đích cũng để làm cho rau nó được xanh đấy các bạn ạ. Mình thì có thói quen là cứ luộc cái rau gì hoặc là luộc cái gì cũng thế, cũng phải cho vài hạt muối trắng vào. Để các bạn cho rau vào, sau đó các bạn lật lên. Lộm thì cũng có rất nhiều loại lộm đúng không các bạn? Lộm rau muống, lộm đu đủ, rồi lộm hoa chuối. Đấy, mình lật lên lật xuống như vậy. Sau đó các bạn đậy vung vào. Đấy, các bạn để cho ngập nước nhé. Sau đó các bạn đậy vung vào để cho sôi. Các bạn để sôi từ 3 đến 5 phút rồi tùy từng loại rau các bạn ạ. Vì cái rau này là ống nó to, do vậy mà nó lâu được thì các bạn phải đun khoảng sôi khoảng 5 phút. Sau đó các bạn lật lên một lần nữa. Sau đó các bạn thử, nếu mà bạn thấy dai thì các bạn lại đậy vung vào, các bạn luộc thêm một chút nữa nhé. Các bạn phải thử bằng tay, khi mình cấu cái rau thấy nó mềm rồi thì mình mới bỏ ra. Còn tất nhiên là khi làm lụm thì các bạn cũng không nên là luộc nhừ quá. Đấy, mình thử rau và thấy được rồi đấy. Bây giờ các bạn có thể vớt ra một cái rổ cho róc nước đúng không ạ? Rau thì bao giờ mình luộc xong thì bao giờ phải vớt ra để cho nó được xanh rau. Chứ nếu mà mình ngâm trong đấy thì là nó vừa nồng và vừa không ngon. Đấy, khi mà các bạn đã vớt rau ra rồi, để nguội đây rồi, thì bây giờ các bạn tiến hành làm lụm các bạn nhé. Mình cho vào một cái chậu inox như thế này. Đấy, mình cho rau vào một cái chậu inox. Sau đó các bạn cho các gia vị vào nhé. Trước hết là các bạn cho mình phải lạo thêm cà rốt vào đúng không ạ? Đây là mình muốn cho lạo cà rốt vào là vừa tạo màu cho hấp dẫn này, và thêm cái độ ngọt của cà rốt tiết ra. Đấy, sau khi các bạn lạo cà rốt đã xong rồi thì bây giờ các bạn cho gia vị nhé. Trước hết là mình cho gia vị bột canh. Thì các bạn, đây là mình cho đường. Thì cho các bạn cho khoảng 3 thìa đường nhé. Tùy vào cái vị ăn ngọt hay là ăn vừa phải của các bạn. Thì đây là với lượng mình cho một mớ rau muống to đấy, mình cho 3 thìa đường, một củ cà rốt và 1 thìa rưỡi bột canh, và mình cho 3 quả chanh. Còn nếu mà các bạn cho thêm giấm thì các bạn có thể cho 2 quả chanh thôi, và cho thêm một chút giấm tỏi vào nhé.
thì các bạn vắt qua một cái dây lọc như thế này để các bạn bớt lại hạt, đúng không ạ? Bởi vì khi mà bất kể các bạn pha nước hay các bạn làm một món gì mà đến chanh thì các bạn cũng cần phải loại bỏ cái hạt đi, bởi vì là cái hạt này ăn này rất là đắng. Đấy, sau khi mình đã vắt hết ba quả chanh và hạt mình bỏ đi thì các bạn có thể đảo đều lên. Nếu các bạn có nhu cầu ăn thêm một chút nước mắm thì các bạn cho để cho khoảng một nửa thìa nước mắm này, các bạn cho bớt gia vị đi nhá. Và lúc này các bạn có thể trộn tỏi và ớt được rồi đấy. Bởi vì đây là một món ăn chay, do vậy mà mình để ăn chay hoàn toàn luôn nên mình cũng không cho nước mắm. Và các bạn có thể trộn đều các gia vị với nhau. Thì các bạn có thể ướp khoảng 5 đến 7 phút nhá. Đây, các bạn để cho ngấm gia vị từ 5 đến 7 phút hoặc có thể 10 phút. Thì sau khi mà đã đủ thời gian ngấm gia vị rồi thì các bạn có thể cho thêm, mình vừa chuẩn bị đó là lạc rang đúng không ạ? Và rau thơm. Thì lúc này các bạn mới cắt cái rau thơm này vào nhá. Thì mục đích của mình là cắt rau thơm sau này là gì? Khi mà nó ngấm gia vị vào rồi nó không bị quắt các bạn ạ. Còn các bạn mà trộn cùng với cả lúc tỏi ớt thì là cái rau nó sẽ bị quắt vào và khi ăn nó rất là dai, không ngon. Thế nên là mình mới cho sau và mình trộn lên thôi vào trong. Tiếp theo là các bạn có thể cho lạc rang. Thì chỗ các bạn chuẩn bị lạc rang ở đây thì các bạn chỉ cần cho khoảng 1/3 hoặc là một nửa cái số lạc rang vào, các bạn trộn đều lên thôi. Còn tất nhiên là những cái gia vị này các bạn ăn được nhiều thì các bạn cho nhiều lạc rang này hoặc rau thơm. Còn với nước ớt cũng vậy, ăn cay được thì các bạn mới cho nhiều cay, còn không các bạn chỉ cho khoảng 2 quả thôi. Đấy, sau khi mình đã trộn đều các thứ với nhau rồi thì bây giờ các bạn cho ra đĩa thôi. Trong những bữa cơm mà các bạn cứ chế biến, ví dụ như mớ rau muống này các bạn có thể làm nộm, còn cái nước thì mình có thể cho sấu hoặc vắt chanh vào mình làm canh. Thế là được một đĩa nộm rất là ngon. Đôi khi thì mình phải đổi bữa rau muống thì có khi xào, có khi luộc, có khi nấu canh. Và đây là mình phổ biến với các bạn là cách làm nộm rau muống nữa. Thì là cái nước canh các bạn vẫn dùng được. Và rau muống mình hãy chế tạo ra là một món ăn rất là ngon và mát các bạn ạ, giờ dễ ăn nữa chứ. Đấy, thế là công đoạn lộn rau muống của mình đến đây đã hoàn thành rồi đấy. Xin mời các bạn. Đấy, và các bạn có thể rắc thêm một chút lạc lên trên như thế này. Đấy, một đĩa nộm rau muống của mình đến đây đã hoàn thành nhé. Xin chúc các bạn làm và thành công. Nếu các bạn theo dõi video của mình mà thích thì nhớ ấn like, chia sẻ kênh giúp mình với bạn bè nhé. Rất mong được sự chia sẻ và đóng góp ý kiến của các bạn. Đấy, mời các bạn cùng thưởng thức. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất.